Thông tin cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đội giá gần 1 tỷ đô la Mỹ đang được giới chuyên gia và các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm, bởi đây là giai đoạn đàm phán nước rút để chuyển giao tuyến cao tốc dài 105 km cho một nhóm các nhà đầu tư nước ngoài mà đứng đầu là một công ty Ấn Độ. Tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt năm 2007 là 24.566 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo tờ trình điều chỉnh của Bộ Giao thông Vận tải, trên cơ sở thẩm định của Viện Kinh tế Xây dựng và đề xuất của chủ đầu tư là Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF, thì tổng mức đầu tư mới sẽ xấp xỉ 45.500 tỷ đồng. Trong tổng số gần 21.000 tỷ đồng, tương đương 1 tỷ đô la Mỹ mà VDF xin điều chỉnh, đáng kể nhất là chi phí xây dựng và thiết bị tăng hơn 12.400 tỷ, kế đến là hơn 5.200 tỷ lãi vay, trong khi kinh phí giải phóng mặt bằng cũng đội giá 2.200 tỷ. Theo tính toán của VDF, suất đầu tư cập nhật cho mỗi km vào khoảng 20,5 triệu đô la Mỹ. Đây là con số mà không ít chuyên gia cho là khá đắt nếu so với các tuyến đường tương tự ở khu vực miền Bắc vừa khai thác như Nội Bài - Lào Cai, Cầu Rẽ - Ninh Bình hay Hà Nội - Thái Nguyên.